buổi sáng chưa? Tô Sáng, ngươi không phải đệ tử chính đuối, mà xuống đây. Nếu bây giờ không may lên sinh, để tôi lên thử. Tô Sáng, ngươi đừng tưởng giỡn chơi nha. Ngươi coi chừng đó, sẽ mất mạng bây giờ. Đâu có ăn nhầm gì, tôi đâu còn coi mạng của tôi ra gì nữa. Nó đã bậy đó, liền nó đi. Đứa đỡ vậy, ta không có xấu đâu. Anh làm gì? Nằm ngủ. Chiều này không lẽ là Tị Mộng La Hán Quyền của Tân Sư Thúc? Bố trận! Trời sáng chưa? Xin lỗi nha các chị, trong bang tôi thắng rồi. Anh đánh thắng tôi có gì? Anh không biết dùng đá có cô. Người không xứng làm ban chủ. Muốn xem đã cậu con hả? Tôi dùng con đã cậu đó. Ai nói là tôi không biết dùng đã cậu con? Không giống đã cậu con pháp, cũng rất là lợi hại. Hả? Cái gì vậy? Ai? Làm gãy gậy đánh chó rồi. Phải rồi, đánh ơi. Dám làm gãy bảo vật trấn bàn của chúng ta, phải giết nó. Hồng Thất Công ở đây ai dám hỗn láo hả? Lúc trước ta đã đặt ra ban quy, cho dù bất cứ đệ tử nào phá được liên qua trận cũng đều có tư cách làm ban chủ. Không lẽ các người đã quên hết rồi sao? Sợ gì cái bang có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang, hoàn toàn là nhờ hai chữ đoàn kết. Lúc trước Hồng Thất Công ta để lại cây gậy đánh chó, mục đích là để cho các vị giữ làm kỷ niệm. Bản thân cây gậy này đâu có đại biểu gì được đâu, nhưng bọn ngu si các người lại coi nó như bảo vật. Còn gì tranh giành nó mà làm cho cái bang bây giờ bị chia rẽ nữa.
Đã 5 năm rồi không có ban chủ, các ngươi không xấu hổ hay sao? Bây giờ tôi sáng đánh gãy cây gậy này, về sau không còn ai tranh giành nữa, thì đó là có công không có tội. Thằng hậu sinh này tuy rằng không có học nhưng mà rất có thiên tài thông minh tuyệt đỉnh, và được truyền nhân của ta tức là Hồng Nhật Tân Đức Thân Đề Bạc. Đứa nào không phục nó tức là không phục ta. Các người chẳng nhân gì tuyển cử nó làm ban chủ, các người còn phải biểu lộ tình thương yêu ngưỡng mộ nó, quan tâm tới nó, rủ nhau mời đi dùng trà. Như vậy thì anh linh của Hồng Thất Công ta tự nhiên sẽ phù hộ cái bằng làm ăn phát đạt, tiên thu dạng tuế. Thiệt hay giả đây? Thà tin là thật chứ đừng tin là giả. Như vậy cũng đối phó được mình, quả thật có thiên tài. Tụi mình có cơm ăn rồi. Có cơm ăn rồi. Nó xảy ra chuyện gì? Tham viếng ban chủ. Thấy chưa, làm người phải có lòng tin mới được chứ. Thắng lợi rồi đó, quan hô. Quan hô. Mặt đại thúc, con của tôi cũng giỏi đó chứ. Không ngờ ban chủ không biết Thị Mộng La Hán Quyền. Bắt đầu từ bây giờ, các hạ là ban chủ cái bàn. Đây là quyển hàng Long Thập Bát Chưởng, còn có đại hoàng đơn nữa, tôi giao cho ban chủ. Mong là ban chủ hãy lãnh đạo cái bàn. Tôi chỉ muốn sớm ngày cưới Như Sương cô nương. Như Sương quả thật không có nhìn sai người. Quan hô ban chủ đi. Quan hô ban chủ. Quan hô ban chủ.